Bởi vì là người Việt Nam của mình thì luôn thích cái gì đó nó sương sương, thích cái gì đó nó dễ thương, cute, phô mai que, mấy dạng là hot girl, chu mỏ, đi nhẹ nhàng, đi bình thường, đi bánh bèo. Còn đối với em thích một cái nét đẹp nó phải cá tính, nó phải gây được nhiều cái sự ấn tượng đối với mọi người. Không có mình ăn, mình chia tay phải quen cho vui vẻ mà. Không phải nói này nghỉ việc mà hay thử cái xưa vô. Không phải tôi giới thiệu cho em không? Chị biết mà. Ủa không? Jelly phô mai thơm ngon khó cưỡng, dinh dưỡng cho cả nhà. Các em ơi, để chị nói cho các em nghe cái câu chuyện sắp đầm nha. Cái đầm đó rất là khó đi, ai đi sẽ bị quặt vô chân. Chị thích là chị sắp. Cái việc đó sắp lên là một cái việc đúng và trình diễn để người mẫu an toàn. Đó là điều đương nhiên. Đó là một cái chuẩn của tất cả các người mẫu nếu mình muốn diễn. Còn ai muốn để thụ đại liệt thì cứ để thụ đại liệt mà đi. Chị thích diễn nét như vậy và chị thích sắp như vậy. Em nghĩ rằng là em cũng sẽ không có chia sẻ gì nhiều hết đó, bởi vì đó chính là cái tính cách của em và cái nét cắt quốc riêng của em. Em thích như vậy và em thích mang được mang những cái nét cắt quốc của The Face Thái Lan và Miss Friend Thái Lan. Đó là hai hướng cắt quốc mà em cảm thấy em rất là thích mà Việt Nam mình thiếu. Bởi vì em nói cho tất cả mọi người nghe một cái điều như thế này nè. Bởi vì là người Việt Nam của mình thì luôn thích cái gì đó nó sương sương, thích cái gì đó nó dễ thương, cute, phô mai que, mấy dạng là hot girl, chu mỏ, đi nhẹ nhàng, đi bình thường, đi bánh bèo. Còn đối với em thích một cái nét đẹp nó phải cá tính, nó phải gây được nhiều cái sự ấn tượng đối với mọi người. Chứ không phải là rằng không có ai đưa ra một cái quy chuẩn nào về cắt quốc cả. Chỉ có những ban giám khảo online như tất cả các bạn đưa ra thôi. Và Kỳ dù nói gì đi chăng nữa thì Kỳ vẫn tiếp thu, nhưng mà vẫn tiếp thu trên phương diện là cá nhân của Lương Mỹ Kỳ. Và Kỳ cũng cảm ơn tất cả những cái ý kiến của Kỳ cảm ơn những bạn nào đã ủng hộ Kỳ ở phía sau. Khắp khu Na Kha. Tiền có mình chia tay phải quen kia cho vui vẻ mà. Không phải là hôm nay làm chỗ khác gì đâu. Không phải nói này nghỉ việc mà hay tự cái xưa vô. Không phải tự giới thiệu cho em không? Chị biết mà. Ủa không? Chị xúc động, chị đủ xúc động. Nói ai có lộn. Sao đi đâu hết rồi kêu mấy bạn vô. Sao ơi. Không phải khóc từ đuổi việc. Mình mà tại khóc vì xúc động. Nhỏ lớn em mất, em muốn tới tổ chức sinh nhật lần đầu luôn rồi. Lần đầu lúc nào cũng cảm xúc như vậy ha. Phải tối nay anh Khương sẽ cho em cái lần đầu khác nữa. Lần đầu tiên gặp em luôn á, em tên là gì? Dạ em tên Lương Trung Kiên. Tên đàn ông thấy sợ hả? Dạ Lương Trung Kiên. Nhũ danh em là gì? Dạ Kiên Leo. Chứ em không có tên gái. Mặc đồ đẹp vậy mà không có cái tên hợp, tôi tức dễ sợ luôn, nhìn cái mặt chị Bu dễ sợ à. Như sao trời bừng lên giữa đêm, nụ cười em đã khiến anh mộng mơ. Đặt cái tên cháu đi, ví dụ như ở bên kia là có Phạm Băng Băng. Đúng. Em Phạm Băng Rôn. Không. Băng Rôn chịu không? Băng Rôn là cái gì? Cái hình để ngoài bán vé. Ừ. Còn mấy nếu mà bên kia có Lâm Tâm Như, em là Lâm Tâm Nhan. Phọt mỏng giống mình. Bình thường em làm nghề gì? Dạ em làm tạp vụ quán. Dạ hả? Quán bán gì? Bán quán nhậu. Bữa bán quán nhậu giờ lên là hoàng hậu. Khoan. Cảm ơn các Việt. Mời em về chỗ. Mời em về chỗ ngay. Anh biết rằng em đã bấn loạn lắm rồi. Em muốn phát biểu. Anh có sao không? Có sao không em? Em ổn mà không? Em ổn đúng không? Thực sự thì đúng là những người đàn ông mà nam tính như em anh Tài thực sự không có kinh nghiệm trong việc phân biệt này. Mời em đi về chỗ. Không có trách được, tại vì nếu mà ai mà lần đầu tiên mà gặp Kiên là nghĩ là gái thiệt là đúng thiệt. Cho em nói được không? Nói em nói dạ, đi. Anh biết sao không?
Lần em không, trên đời này không có người con gái nào có giọng nói đàn ông như em đâu. Anh Thành cũng nói luôn, anh Thành nói nếu mà em có động phòng á thì em hãy im luôn từ đầu cuối đi. Chứ em mà nói chuyện ra một cái là nó chạy mất dép luôn á. Không biết sao nó đàn ông vậy đó. Em rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Ủa đi cuối cùng là em là con gái, con gái. Giọng đàn ông thôi. À đây đây thôi, ôi trời ơi. Bất tin kìa. Ôi trời ơi, bây giờ này mình chưa biết à. Thế như nào? Thật nào? Đây này, đây con lạy tổ. Trời ơi, Viên ơi là Viên. Tôi thề bạn. Em ơi, giờ này đây, mà còn chưa biết. Giờ này vẫn chưa biết. Em tưởng con gái. Và lên lúc hát xong thì Hưng nói em tưởng là tưởng con trai là, hóa ra là con trai. Nhưng mà đây là thực ra con gái giọng đàn ông. Dạ, hóa ra con gái giọng đàn ông à. Tin, vẫn tin. Nó vẫn tin. Rồi, vẫn tin. Em có lạy hồn. Làm gì nào? Có con gái giọng đàn ông? Này, bây giờ là đôi giày đinh hay là đôi guốc? Thôi, em không nói nữa, em nói ngu lắm. Rồi, em cảm ơn anh Tài, mời anh Tài về chỗ. Riêng 6 người ở đây mình em đeo kính. Okay. Em giới thiệu một tí về mình nào. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em xin kính chào các anh chị ở đây. Dạ, cộng đồng Zalo Facebook, em tên là Lương Trung Kiên và tên con gái em là Bò Dừa Viên. Con gái gì vậy? Không, tại... Từ ngày xưa đến giờ em rất là thần tượng anh Chí Tài. Mà không, em không ngờ là ngay tập của em anh là ở đây khách và mời. Anh khách mời Em đã thần tượng đúng người. Anh Chí Tài cũng là một người sống rất đàng hoàng trong nghề. Và những người sống đàng hoàng nhau vì sẽ không đến với nhau. Em hãy đến hung anh một cái để tỏ ra cái lòng chân thành của mình. Đi, qua đây cưng. Come on baby. Come on baby. Đúng rồi. Đẹp. Đẹp nha Kiên. Hồi nãy á, là trên sân khấu tôi thấy hai điều. Điều thứ nhất là các việc rối đùi là các việc. Điều thứ hai tôi thấy là giống như Kiên á, nó cầm tay Chí Tài. Ba bệnh hay ba? Lên Sài Gòn khám. Và cảm ơn anh Tài đã giữ lại một bông hoa rất đặc biệt ngày hôm nay cho chương trình của chúng ta thêm phần thú vị. Cảm ơn em. Chỉ cần gì ở đây thì ngồi vào đây. Hết trời đó. Ủa hết hả chứ? Hết trời đây. Nè. Vì em muốn đẹp xuất sắc mà. Anh kéo bé kia phải không? Bé kia phải không? Anh kéo hai con lân lại đây. Qua đây. Hả? Ngồi vô lại. Chương trình của người ta con nít rồi cũng tràn vô đây trà trộn để kiếm hình hả? Hai con nhỏ kia. Nói. Dạ không có, tại em cũng lặn nít mà. Trời ơi. Dạ lời nói đầu. Dạ thôi, lời nói đầu tiên thì cho phép em kính chào 7 anh chị nghệ sĩ đang có mặt tại đây, cũng như là tất cả các khán giả và tất cả các anh chị ekip đang ở phía sau hậu trường này. Ha, một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Dạ. Và em cũng xin chúc là tất cả các anh chị sẽ có một buổi trưa quay thật là vui vẻ. Trưa gì giờ tối khuya rồi chị Bảy? Dạ không biết nữa, chưa mà. Đâu phát của 8 giờ tối à? Đúng rồi, một buổi tối thiệt là vui vẻ. Hi. Dạ, bye bye, cảm ơn mọi người. Dạ. Rồi, cảm ơn mình, hai em mình nha. Phải giới thiệu với người ta, tại vì có những người ta biết em rồi, những người ta chưa biết em phải giới thiệu ta biết em là ai rồi bạn diễn em. Dạ lời nói đầu tiên. Dạ lời nói đầu tiên. À nói hoài à. Dạ. Em tên là Lương Trung Kiên và tên con gái em là Bò Dừa Viên. Hello tất cả mọi người. Dạ. Gái tên Bò Dừa Viên chết thiệt đó chứ. Dạ. Và bạn này chính là thí sinh của chương trình Thách Thức Danh Hài. Bản tên là... Ủa Toàn hay Phạm à? Nguyễn Quốc Toàn. Bản tên là Nguyễn Quốc Toàn. Thánh é mọi người. É. Dạ. Rồi bây giờ là cảm ơn em nghe. Cảm ơn em, cảm ơn Toàn luôn. Hai đứa đi về được rồi nghe. Bữa nay mọi người giải đáp được cái nghi thức. Bữa nay mọi người giải đáp được cái nghi thức. Ha 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 ha!